Chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình quay cảnh sinh hoạt của anh em nha các bạn. Giờ mới cắt xong, bây giờ xuống tắm rửa sơ sơ cái mình ăn cơm. Cơm xong cái xuống chẹt đi cắt tiếp. Các bạn và mọi người cùng xem nha. Đi trên đồng trên ruộng là vậy đó các bạn ơi. Nước ở đâu là tắm đó à? Ừ. Anh em mới xong rồi ăn cơm, rồi là xuống máy đi cắt tiếp. Đó, anh nuôi đang chuẩn bị cơm đó các bạn. Chào các bạn. Hồi nãy tắm rửa sơ sơ rồi xong rồi đó. Bây giờ là tới ăn cơm rồi các bạn. Cái này là sinh hoạt của anh em. Tới vô vụ cắt đi đồng là gì đó các bạn ơi. Tuyệt cực lắm mà nhưng mà vui các bạn. Mình đi ruộng mà vậy là rất là vui các bạn. Anh đang ăn cơm xong rồi là xuống chẹt là để tiếp. Trời, cá lóc nãy ông bự rồi trời, không thấy ông cầm hai tay luôn á. Ừ, hết hồn cá luôn. Quay quá luôn các bạn ơi, cá lóc bắt hồi nãy ăn cơm nè, ăn cơm ơn nè. À vậy luôn. Một bao luôn, một bao luôn, rồi chuột nữa các bạn. Quá. Bữa nay là hội đồng bà bắt cá cá lóc. Bữa nay là dư mồi luôn. Còn nữa. Con này bự quá cho coi đâu. Ờ, cá đồng mình là quý rồi. Rồi bây giờ vô bao đem về là chiều nấu nước bún đó các bạn. Đúng rồi đó. Giờ nó nút bún ăn là hết sảy luôn. Chạy không có khỏi tôi đâu. Đâu có chạy khỏi tôi, bây giờ tôi đi theo luôn đó. Giờ đem về đó không? Bắt 9 giờ chỉ đem về là nấu nước bún đó, chiều về là bắt đầu ăn đó.
Vậy chứ giờ mình quay nguyên người thì chào Phúc. Like ừ, được thì anh em cảm ơn nhiều. Nãy giờ cắt cho chủ ruộng là chú này đó các bạn. Ông mà ông làm ruộng trúng ghét mà bụng cũng phệ luôn rồi các bạn thấy không? Mà mưa gió quá trời rồi, bây giờ bụng mà muốn kẹp bớt rồi kìa các bạn. Cầu này gọn quá ha, thấy mấy phà kia cầu dở là hai người không á, cầu quá gọn luôn, nhẹ khỏe đó, nhẹ te luôn cả. Hết luôn.